Hiện Chris Hemsworth và gia đình chọn sống kín đáo ở vịnh Byron, nước Úc vì mong muốn định cư lâu dài tại đây, nên vợ chồng thần thò quyết định giao bán. Tai nghe Bluetooth AirPlus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, cửa tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Bán căn biệt thự đẹp lộng lẫy mà họ sở hữu tại Mỹ. Bất động sản tọa lạc trên một sườn đồi tại khu Point Dune ở thành phố nghỉ mát Malibu, được ngôi sao nổi tiếng cùng hai anh em mua đầu năm 2016 với giá 3,45 triệu USD. Đây là nơi nam tài tử thường xuyên lui tới trong thời gian làm việc ở Hollywood. Biệt thự này được cho là xứng đáng với tài sản và danh tiếng của Chris Hemsworth, một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất hành tinh, người đã kiếm được khoảng 76,4 triệu USD vào năm 2019. Căn biệt thự mang phong cách hiện đại, có diện tích gần 430m2 với 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Không gian được thiết kế theo phong cách mở, khiến biệt thự luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Tiền sảnh dẫn đến khu vực ăn uống rộng lớn, có lò sưởi và hệ thống đèn LED chiếu sáng. Nhà bếp với bàn đá thạch anh và thiết bị hiện đại, được thiết kế mở với những ô cửa rộng lớn. Biệt thự còn có một hầm chứa 750 chai rượu vang, phòng khách tích hợp cùng một khu vực chiếu phim với màn hình, máy chiếu và hệ thống âm thanh hiện đại. Biệt thự của Chris hiện đại nhưng vẫn hòa nhập với thiên nhiên, khu vườn lớn với các loại cây xanh tươi chiếm khá nhiều đất trong căn biệt thự. Chính bởi sự xa hoa, hoành tráng và đầy đủ tiện ích của cơ ngơi này mà nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Chris Hemsworth quyết định giao bán nó.